hết game này mình off nha mọi người. Hết nổi. Kêu mấy ổng à. Anh Vũ đánh thủ đợi nó đẩy lên. Last redup. Ok. Farm thôi. Tôi thích hòa bình. Đánh là phải đánh hòa bình. Đó, đấm là phải hòa bình vậy đó. Dùn nhắc sấp mặc sấp ra mất rồi. Ui dữ vậy. Trong kẹt của mình có nghiệp sức sao nãy giờ mình không xài ta. Tôi tưởng tôi cầm thứ đốt chứ. Hay tôi tào lao được chứ. Có nghiệp sức không xài rồi, cho hai ông mình solo đi. Da fuck. Không phải tại tôi cũng chẳng phải tại anh. Tại tăng. Đó, chuối lại về. Anh nhận. Không phải tại. Trời ơi, đòi nhấp cái lồng đèn á, tôi phản xạ nhanh lắm nha.
kinh dị lắm nha. Lên luôn cái này nè, khỏi mua mắt nha. Đi dưới chơi. Lên mình ngon nữa. Upcoming. Giờ ta thấy mình rồi. Tìm may cho tôi. Cái đẹp. Đôi khi cũng buồn thôi mà kệ. Vậy là tôi buồn đó. Vậy là tôi buồn đó. À tôi chết ông giết được không vậy? Tôi không nói gì. Vậy là tôi buồn lắm đó. Đây là về tim mà ông vẫn chưa về tim hả? Lại đi chơi tiếp, lại đi ra tiếp, lại kiếm chuối tiếp. Mình sẽ xẹt á, xong mình sẽ thẳng mồm luôn. Đợt. Thẳng lên đây luôn, thẳng lên đây luôn. Chúng ta hãy đi luôn, đừng về, muốn đi đâu ấy. Xin đâu vậy. Đi như tim cứ coi như tim cứ không cắm mắt cắm mũi cứ đi. Chuối về đơn giản về đi là có ngò rồi sống rồi. Lên giày nha, quên lên cái này nha. Gì vậy? Mày đấy. Mày gần bằng tôi rồi đấy. Không phải tại em cũng không phải. Biến bự lên đóng nè.
vậy? Là sao? Goodwin. Đấy. À, để L8 à. Để mình L8 sẽ gì? Nuôi ông keo nó giờ mập rồi đó. Keo chút cũng đánh tim rồi. Mà sao ông keo nãy ông muốn không thu ti đó. Không phải tại nó đơn giản lắm. Người ta nói là nhất quá tam nha, hai lần rồi nha. Rồi xong không giết được luôn. Đó. Đó, siêu keo. Siêu keo. Lần rồi đừng để xảy ra lần thứ ba nhé. Thiệt, giống như nuôi ổng nuôi làm gì ta. Đi trời ơi, tim. Cách là tim. Nó chỉ cách đi tôi mạnh lắm. Nó đừng quấn tiếp chiêu không mà tơi. Tôi đùng đùng tên lợn vô nó giết sướng mà. Không được. Rồi cái đồ bốc đi kè thì thôi lên Solary đi. Thôi lên thì hồi chiêu đi. Chiêu thương đau với em. Đánh dàn chiêu.
cái đẹp gì thì tùm lum tùm la vậy, nghỉ đi. Bực mình thì chứ nuôi cho mập rồi. Lên tốt, bắt bé gia tẩu nè, làm nhiệm vụ nè, làm nhiệm vụ bé gia tẩu nè thôi. À, à đây mình thăm miết rồi, farm đi chút cũng tìm. Châu Tây cho mình được, nhưng khi mình nhận đam một cái tỷ nhưng mặc định nó xài ulti cho chính nó ta. Nó còn ma của tôi có acid liền. Rồi, quá giàu đi một lúc hai ba trụ nhùi mạng. Sẽ lên nó này, nó mặc định đầu ti cho nó hả, nghi lắm nè, nghi lắm nè.
sub tôi thấy là tôi kiểm soát mất kinh quá. Này, mùa này tôi phải xuống sub là đúng rồi. Đó, tôi đang tăng ulti tôi nè. Mình sắp chết nó vẫn không ulti đâu. Rồi xong nó ulti AD. Không hiểu sao nha. Cái này giống như là mặc định nè. Mặc định phải giống như là chỉnh đó. Hoặc là sẽ ulti AD hoặc là ulti chính bản thân mình. Nhưng mà lượng máu của AD hoặc là bản thân mình là còn bao nhiêu đó máu hay sao. Này tôi nghi lắm nè. Nghi lắm. Tại bây giờ thấy mà ulti mà fail fail liên tục vậy là hiểu rồi. Nghi thôi, nghi cũng là nghi thôi.